Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Mạnh Quỳnh khóc nghẹn trong tang lễ Phi Nhung, tự nhận mình là vô dụng và nói lời xin lỗi với Wendy. Người tình âm nhạc của Phi Nhung đã liên tục xin lỗi Wendy vì không thể che chở bao bọc được cho cố ca sĩ. Trưa 12 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam, tang lễ ca sĩ Phi Nhung đã được tổ chức tại chùa Huệ Quang. Tham dự tang lễ của gia đình và đông đảo các nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng như Phương Trinh, Bằng Kiều, Giao Linh, Hồng Ngọc, trong đó ca sĩ Mạnh Quỳnh, người tình âm nhạc đã cùng là tri kỷ của Phi Nhung, hàng chục năm qua đã có chia sẻ đầy xúc động. Mạnh Quỳnh chia sẻ đối với anh, Phi Nhung là người bạn mà chỉ có một ánh mắt anh có thể hiểu được cô muốn nói gì. Cô dành cả cuộc đời cho công chúng, sống vì mọi người, hy sinh hạnh phúc vì mọi người, nên ai nói Phi Nhung trục lợi thì hãy tự sám hối, nhìn lại bản thân. Nam ca sĩ cùng nhắc đến những lùm xùm trước khi qua đời đã khiến Phi Nhung buồn bã và nhiều lần tâm sự với anh. Đến đây Mạnh Quỳnh không kềm được xúc động, nói lời xin lỗi với Wendy Phạm, con gái ca sĩ Phi Nhung vì mình vô dụng, không thể bao bọc che chở cho người bạn của mình. Một lần nữa chú Quỳnh xin được chia buồn cùng Wendy cùng gia đình con, chú Quỳnh vô dụng lắm, chú không che chở bao bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã nói mẹ con đi về, làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi, nhưng vì lý do mà không thể chịu đựng. Một lần nữa chú Quỳnh xin được chia buồn Wendy cùng gia đình con, chú Quỳnh vô dụng lắm, chú không che chở bao bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã gọi mẹ về đi, làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi, nhưng vì lý do không chịu về. Chú còn chữ bao tin nhắn của mẹ Nhung hẹn về ngày 28 tháng 8. Mạnh Quỳnh tính chia tay sân khấu lấy số 20 năm để quay về lo cho gia đình, nhưng Phi Nhung không cho. Phi Nhung bắt tôi phải hứa khi nào già lùng khủng, hát không nổi thì thôi. Phi Nhung hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn, nhưng Phi Nhung đã chọn những con đường ở bên ngoài. Có người nói tại sao Phi Nhung lại bỏ Wendy mà đi nuôi những đứa con khác, quý vị dám điều đó không, chỉ có Phi Nhung mới làm được thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.